Chào mọi người, hôm nay Helen sẽ làm 4 món ngon với quả thanh long, một loại trái cây cực kỳ giàu vitamin và mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Đừng bỏ qua món kem thanh long xốp miệng ngọt mát, ngon tê tái này nha. Thanh long bạn cắt khối nhỏ cỡ lóng tay, rồi dàn ra cho vào bao ni lông bỏ vào tủ đá. Khi thanh long đông lạnh thì bạn lấy ra và cho vào máy xay. Thêm vào đây một hộp sữa chua. Nhớ chọn dùng sữa chua Hy Lạp thì kem sẽ mịn hơn đấy. Thêm vài muỗng sữa đặc cho món kem thêm vị ngọt và béo. Xay đều lên nào. Bạn hãy dùng máy xay đa năng công suất lớn cho việc này nha. Wow, nhìn nè, kem mềm mịn chưa? Bạn hãy cho vào hộp và cho vào ngăn đông tủ lạnh. Sau đó thì lấy ra và thưởng thức thôi nào. Để múc được viên kem tròn đẹp, bạn nhớ nhúng cái vá múc kem vào ly nước ấm trước nha. Wow, hấp dẫn quá xá luôn. Trời hè nóng bức mà có một ly kem mát lạnh như thế này để giải nhiệt thì không có gì bằng. Tiếp theo hãy đem thanh long làm thạch bi và nấu chè xem sao nha. Thanh long bạn cắt hạt lựu rồi cho vào khuôn làm thạch bi. Hòa một muỗng cà phê bột làm thạch với đường và một chén nước. Sau đó đun sôi hoặc quay trong lò vi sóng khoảng 30 giây rồi đổ hỗn hợp vào khuôn cho ngập các lỗ và ngập khoảng 1/2 thành khuôn. Ướp phần khuôn còn lại lên, khi thấy ít dung dịch tràn qua các cái lỗ nhỏ là được. Để tủ lạnh 4 tiếng rồi hồi hộp mở nắp ra xem nào. Úm ba la, wow, đẹp quá xá. Trông như những viên ruby đỏ, thật là bắt mắt. Bạn có thể thêm thạch này vào ly trà sữa yêu thích, hoặc ăn kèm với pudding bơ và nước cốt dừa là ngon mê mẩn. Thử đem thanh long đỏ làm kẹo dẻo xem sao nào. Sau khi cắt khối vuông thì bạn cho thanh long vào máy xay rồi lọc qua rây. Bạn cần 150ml nước thanh long. Tiếp theo hãy lấy 25g bột gelatin cho vào chén rồi hòa với nửa phần nước thanh long. Khuấy đều để gelatin nở. Phần nước thanh long còn lại bạn cho vào nồi cùng với 100g đường. Đun sôi rồi khuấy đều tay cho đường tan hết. Rồi cho phần gelatin đã ngâm nở vào và khuấy đều cho tan hết. Bạn tắt lửa và đổ vào một cái khuôn. Vớt bớt bọt để phần kẹo dẻo được trong suốt. Để 4 tiếng cho phần kẹo đông lại. Rồi dùng dao có bôi chút dầu và cắt ra những miếng nhỏ. Bạn có thể dùng dụng cụ cắt rau củ để cắt kẹo dẻo thành những hình xinh xắn. Một món kẹo mà nhiều vitamin C từ trái cây tự nhiên. Hoàn toàn không màu thực phẩm mà lại có màu đẹp như thế này thì ai mà chẳng mê. Nếu bạn muốn lăn kẹo dẻo qua đường thì hãy chờ một ngày sau cho kẹo thật khô rồi hãy lăn để kẹo không bị chảy nước nha. Ngon thiệt là ngon. Với món kem que thanh long, cho thanh long vào máy xay nhuyễn, sau đó trộn với ít sữa đặc có đường để thêm vị ngọt béo. Trút vào khuôn kem que rồi cắm que kem vào. Nếu không có khuôn làm kem que, bạn có thể chế lại bằng cách dùng giấy nhôm mọc miệng ly để cố định cây que đứng thẳng vào giữa. Chà, trời nóng bức mà có vài cây kem que như thế này để giải khát thì thật là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người và đừng quên vào like trang Facebook Helen Recipes để học xem rất nhiều công thức các món ăn Việt Nam khác nữa. Bye bye!